cô gái mất tích cùng loài người trong trần đại hồng thủy. Xui rủi sau đó, họ tồn tại cùng nhau trong một thế giới nhập nhòa giữa quá khứ và tương lai xa xôi. Em gái đột biến, em phải thể hiện làm sao được cái sự đột biến hả chị? Đúng rồi. Tối nay là em với chủ nhân em là phải ở trong cái chuồng này hả chị? Khách VIP đâu có ở chuồng. Khách VIP phải được thả rong chứ. Quá trời long đi nè. Ai bước ra khỏi nơi đây, hãy bước qua xác của tôi trước. Bước nhầm, là bóng mù bị bóng đè nữa. Đoàn phim nằm cạnh trại dưỡng lão hay sao vậy? Nếu các bạn tin là sắp có một vụ án giết người xảy ra thì đây là một sự hiểu lầm không hề nhẹ. Cái cảm giác xa lạ, đôi khi thấy ghét ghét, rồi bất ngờ gầm gừ như con thú hoang. Anh nói thật, em giống một người đã mất tích. Vẫn là em, chứ đâu có bị mất tích đâu.